Nga bắn rơi Su-24, phá hủy nhiều cứ địa pháo binh Ukraine. Xa lộ tử thần tái hiện ở Bakhmut, thiết giáp hỏng nằm la liệt. Ngoại trưởng Blinken vô tình tiết lộ toan tính thật của Mỹ. Taliban bảo vệ lệnh cấm phụ nữ làm việc cho Liên Hợp Quốc. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov thông báo, không quân Nga đã bắn rơi một máy bay ném bom Su-24 của Ukraine trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong 24 giờ trước đó, đồng thời phá hủy nhiều cứ địa pháo binh của đối phương. Ngày 12 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở hướng Kupiansk, không quân và pháo binh Nga đã dội hỏa lực vào các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, hành động của ba nhóm trinh sát Ukraine đã bị Nga chặn lại gần Sinkoka và Kisloka, vùng Kharkov. Tổn thất của Ukraine theo hướng này trong ngày lên tới 30 quân nhân, hai phương tiện cơ giới và hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và Paladin do Mỹ sản xuất. Ở hướng Krasny-Limang, máy bay tấn công mặt đất hàng không lục quân, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga đã giao tranh với các đơn vị Ukraine. Hơn 80 binh sĩ phía Kiev, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và một khẩu lựu pháo D-20 đã bị vô hiệu hóa theo hướng này trong ngày. Cũng tại đây, máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay Su-24 của không quân Ukraine. Ở hướng Donetsk gần Bakhmut, các toán tấn công của Wagner đã giành quyền kiểm soát ba khu đô thị lực lượng dù của Nga đã vô hiệu hóa hành động của Ukraine ở hai bên sườn của các phân đội tấn công. Lực lượng Nga đã giao tranh với các đơn vị tăng cường của Ukraine đang cố gắng tiến vào Bakhmut từ Chasovya và Bodanovka, cũng như các đơn vị của lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine gần Konstantinovka. Trong 24 giờ qua, các máy bay Nga đã thực hiện 8 lượt xuất kích, trong khi đó, lực lượng tên lửa và pháo binh đã thực hiện 52 nhiệm vụ tấn công tại khu vực này. Tổn thất của Ukraine tại đây là hơn 245 quân nhân, một xe tăng, một xe bọc thép chuyển quân, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải, tám xe cơ giới, một khẩu pháo m b hai khẩu pháo D-20 và ba bệ phóng phóng loạt Grad. Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, không quân và pháo binh Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị Ukraine. Đáng chú ý, một kho đạn dược của Lữ đoàn Cơ giới số 65 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy gần Orekop vùng Zaporizhia. Hai nhóm trinh sát của Ukraine cũng bị vô hiệu hóa ở Donetsk. Tại đây, Ukraine mất 180 quân nhân, 11 phương tiện cơ giới và một khẩu lựu pháo D-30 trong ngày. Ở hướng Kherson, Ukraine mất 50 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới. Một kho thiết bị quân sự của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 121 cũng đã bị xóa sổ. Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 94 đơn vị pháo Ukraine tại các vị trí khai hỏa cùng nhân lực và khí tài của họ tại 117 khu vực. Ngoài ra, lực lượng phòng công Nga đã đánh chặn hai quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS, bắn rơi 5 UAV Ukraine ở Donetsk và Lugansk. Thưa quý vị, cảnh tượng mà giới chuyên gia quân sự gọi là xa lộ tử thần đang tái hiện tại Bakhmut. Ukraine hiện chỉ còn một con đường chủ đạo để tiếp tế cho thành phố này, và đó cũng là nơi hàng loạt xe bọc thép của họ đã bị phá hủy trước hỏa lực sồn dập từ Nga lính đánh thuê Wagner của Nga đã tràn ngập hơn 80% diện tích Bakhmut, còn quân Ukraine đang bị đánh bật về phía Tây. Hai gọng kìm sắt của quân đội Nga phối hợp tấn công từ phía Bắc và phía Nam để ngăn chặn tàn dư của quân đội Ukraine trốn thoát từ lối đi phía Tây. Một số đơn vị phòng thủ của quân đội Ukraine bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi phía Tây thành phố Bakhmut. Quân đội Nga đã sớm dự đoán rằng quân đội Ukraine sẽ cố gắng ra khỏi vòng vây, nên đã đưa lực lượng lính dù tinh nhuệ nhất vào phong tỏa từ trước để ngăn không cho quân Ukraine dễ dàng rút ra khỏi khu vực đô thị Bakhmut. Quân đội Nga đã sử dụng các loại vũ khí có khả năng sát thương diện rộng như pháo phản lực hạng nặng tầm xa BM-30 và pháo nhiệt áp tosh 1 a Nhiều video được phát tán lên mạng xã hội cho thấy một số tàn dư của quân đội Ukraine triệt thoái khỏi Bakhmut về phía Tây đã bị hỏa lực pháo binh của quân đội Nga tấn công như vũ báo. Máy bay không người lái của Nga đã chụp ảnh một số lượng lớn các phương tiện quân sự của Ukraine bị đạn pháo Nga phá hủy, bao gồm xe bọc thép chở quân M113, xe tải Hummer do Mỹ sản xuất, xe tăng T-64-72, xe bọc thép bánh lốp BTR-4 và nhiều xe vận tải quân sự, xe bán tải. Nhìn con đường từ thành phố Bakhmut theo hướng Tây về thị trấn Chasovia thực sự là một mớ hỗn độn, với vô số đống đổ nát của nhiều phương tiện bị cháy đen ở khắp mọi nơi, và khung cảnh của con đường tử thần tại Lysychan vào tháng 6 năm ngoái lại tái hiện. Những bức ảnh này cho thấy cuộc chiến tàn khốc ở chiến trường được mệnh danh là cối xay thịt ác liệt đến thế nào khi các thiết bị quân sự của Ukraine bị phá hủy trên đoạn đường từ Bakhmut đến làng Kromovo. Quân đội Nga đã và đang phá hủy thêm nhiều thiết bị quân sự có giá trị cao của lực lượng Ukraine tại khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Các vụ tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái Lancet, thứ vũ khí khiến lực lượng mặt đất của Ukraine chịu nhiều tổn thất trong những tháng qua. Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, nhiều video, ghi lại các cuộc không kích của Nga đã được công khai trên mạng Internet. Hình ảnh từ những video này cho thấy, lực lượng Nga đã phá hủy hai khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, hệ thống phòng không tầm trung Buk M1 do Liên Xô sản xuất, một bệ phóng rocket RM-70 do Tiệp Khắc sản xuất, một khẩu pháo tự hành Krab 155mm do Ba Lan sản xuất và một bệ phóng đa năng BM-21 Krab do Liên Xô sản xuất đã có ít nhất 206 cuộc tấn công được ghi nhận do máy bay không người lái cảm tử lan xét thực hiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vào năm ngoái. Hầu hết các mục tiêu là thiết bị quân sự có giá trị cao như pháo, xe tăng chiến đấu chủ lực, nhiều bệ phóng tên lửa, radar và hệ thống phòng không. Theo SF, trong cuộc phỏng vấn với tờ Ngôi sao đỏ của Nga, Trung tướng Andrei Demin, Phó Tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ cũng đã tiết lộ, Lực lượng phòng công Nga đã bắn hạ hơn 100 máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo tờ NetEasy của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã vô tình tiết lộ quá nhiều về vai trò của Mỹ tại Ukraine. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng ông Blinken đang thay mặt Mỹ ngăn kỳ ép đàm phán hòa bình, đồng thời bộc lộ vai trò thực sự của Washington, đó là kiểm soát hoàn toàn Ukraine chính quyền kiev đã bắt đầu đưa ra các đề xuất đàm phán với nga ông andrei sibiga phó tránh văn phòng tổng thống ukraine về chính sách đối ngoại nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về số phận crimea với moscow nếu lực lượng vũ trang ukraine tiếp cận biên giới hành chính của bán đảo tuy nhiên rõ ràng là đối với nga vấn đề crimea đã khép lại và không được thảo luận theo các chuyên gia ông sibiga hiểu rất rõ điều này và với tuyên bố của mình vị quan chức kiev đang muốn mở đường cho những cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai Viễn cảnh như vậy sẽ phù hợp với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, khi biết về tuyên bố của ông Sibiga, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã ngay lập tức can thiệp với phát biểu Nga không được thắng trong cuộc xung đột. Theo ông Blinken, ý tưởng chấm dứt cuộc xung đột có thể hấp dẫn, nhưng bước đi này sẽ là sai lầm và có lợi cho Nga. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn sẽ không phải là một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng với công thức như vậy, ông Blinken không chỉ ngăn Kiev thậm chí nghĩ đến hòa bình, mà còn bộc lộ vai trò thực sự của Hoa Kỳ, kiểm soát hoàn toàn Ukraine. Tờ NetEasy viết rằng, bất kể Ngoại trưởng Blinken tức giận và bộc trực hay tình cờ thốt ra quá nhiều, ông ấy đều nói sự thật. Tương lai Ukraine bị phụ thuộc vào Mỹ. Nói cách khác, Kiev không thể hy vọng đàm phán sớm. Tuy nhiên, chính ông Blinken đã nhiều lần tuyên bố rằng chỉ có chính quyền Ukraine mới có thể quyết định số phận của nước này và Mỹ không đưa ra quyết định thay cho Kiev. Theo tờ báo Trung Quốc, những lời nói kiểu như vậy không còn đủ sức thuyết phục kể từ thời điểm Ukraine ngừng tiến hành những cuộc đàm phán hòa bình sau chuyến thăm Kiev của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson vào tháng 3 năm 2022. Vẫn là câu chuyện xoay quanh bán đảo Crimea. Ông Anna Tolivan, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề Á-Âu tại Viện Quincy cho biết, ý tưởng lấy lại bán đảo này đã trở thành cái bẫy đối với Ukraine. Ông Levin nhận xét, chính phủ Ukraine hiện đã rơi vào cái bẫy, bắt nguồn từ chính sách không khoan nhượng và ngày càng phi lý của chính họ theo chuyên gia này chính kiev đã tự đẩy mình vào thế không còn đường lùi và giờ đây bất kỳ sự từ chối nào đối với kế hoạch chinh phục crimea sẽ rất nguy hiểm cho chính quyền tổng thống volodymyr zelensky sự việc trở nên đặc biệt trầm trọng hơn khi lực lượng vũ trang ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc phản công trong khi đó báo chí tại kiev bảo vệ quan điểm rằng việc chinh phục crimea và donbass là không thể thương lượng theo nhà phân tích điều này tạo ra một tình huống nguy hiểm bởi vì phương Tây sẽ bắt đầu yêu cầu Kiev thỏa hiệp về lãnh thổ với Moscow và như một biện pháp gây áp lực, họ sẽ đe dọa cắt viện trợ quân sự. Rõ ràng Kiev đã thúc đẩy mong muốn chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng bất cứ giá nào và việc bác bỏ tham vọng này có nguy cơ gây chia rẽ nội bộ ở mức nghiêm trọng. Ông Levin nói rõ, giống như trong nhiều cuộc xung đột, tuyên truyền của nhà nước nhằm thúc đẩy người dân chiến đấu đã tạo ra thứ mà một nhà phân tích Ukraine gọi là quái vật Frankenstein khi nói đến thỏa hiệp với Nga tâm trạng chung của xã hội bây giờ không thể kiểm soát. Vị chuyên gia giải thích, đây chính xác là cái bẫy mà Kiev đã mắc phải khi không sẵn sàng thỏa hiệp. Trong tuyên bố vào hôm 12 tháng 4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định, nước này muốn thành lập một trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, cùng một số xe tăng chủ lực của phương Tây. Đặc biệt, ông Mateusz Morawiecki còn khẳng định, nước này sẵn sàng trở thành trung tâm sản xuất đạt uranium nghèo để trang bị cho những cố xe tăng nói trên. Thủ tướng Morawiecki nói trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia Ba Lan, chúng tôi đang cố gắng đưa Ba Lan trở thành nơi sản xuất đạn cho xe tăng Abrams và một số xe tăng khác của phương Tây, trong đó có đạn uranium nghèo, loại đạn tối tân nhất. Trước khi Ba Lan tuyên bố sẵn sàng sản xuất đạn uranium nghèo, Bộ Quốc phòng Anh cũng đã xác nhận sẽ cung cấp cho Ukraine loại đạn đặc biệt nguy hiểm này. Những loại đạn như vậy từng được Mỹ phát triển trong chiến tranh lạnh để tiêu diệt xe tăng Liên Xô bao gồm cả xe tăng T-72 mà Ukraine hiện đang phải đối mặt trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc ở miền đông nước này. Địa Kremlin hôm 12 tháng 4 đã cung cấp thông tin ban đầu về việc tổ chức diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg năm 2023. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga cho biết, nhiều doanh nhân từ các quốc gia không thân thiện đã bày tỏ sự quan tâm đến diễn đàn kinh tế lần này. Ông Peskov tiết lộ nhiều doanh nhân từ các quốc gia không thân thiện đã bày tỏ sự quan tâm đến diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg năm 2023. Tuy nhiên, ông không thể công bố danh tính của những doanh nhân tham gia với lý do họ có thể gặp nguy hiểm. Ông Peskov cho biết, ngay cả khi họ đến dự sự kiện, chúng tôi cũng không thể nói về họ. Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg thường được gọi là Davos của Nga. Năm nay dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14 đến 17 tháng 6. Theo truyền thống phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg sẽ có sự tham dự của Tổng thống Nga Putin. Như ông Putin đã chỉ ra trước đó, thị trường lao động sẽ là tâm điểm của diễn đàn năm nay. Nhật Bản mới đây đã quyết định chi 2,8 tỷ đô la Mỹ chế tạo tên lửa tầm xa tiên tiến khi căng thẳng liên quan nhóm đảo Senkaku hay còn gọi là điếu ngư với Trung Quốc gia tăng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo ký hợp đồng với tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi MHI để phát triển và sản xuất tên lửa tầm xa. Theo thỏa thuận trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ, MHI sẽ sản xuất loạt tên lửa diệt hạm Tip 12 cùng phương tiện lướt siêu vượt âm để phòng thủ đảo trong năm nay. Quân đội Nhật Bản dự kiến biên chế các loại tên lửa này vào năm 2026, 2027. Bộ Quốc phòng Nhật Bản không công bố số lượng tên lửa mua theo thỏa thuận với MHI. Ngoài phát triển và chế tạo tên lửa nội địa, Thủ tướng Fumio Kishida hồi tháng 2 thông báo, Nhật Bản có kế hoạch mua khoảng 400 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có khả năng đánh trúng mục tiêu cách tới 1.600 km. Nhật Bản tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên biển leo thang với Trung Quốc. Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là điếu ngư, hiện do Tokyo kiểm soát trên biển Hoa Đông. Taliban đã lên tiếng bảo vệ lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc và gọi lệnh cấm này là vấn đề nội bộ. Người phát ngôn chính quyền Taliban tuyên bố Chúng tôi không muốn gây cản trở đối với Liên Hợp Quốc. Đây là vấn đề nội bộ của Afghanistan, không ảnh hưởng tới bất cứ ai và nên được các bên ủng hộ. Liên Hợp Quốc trước đó cho biết họ buộc phải đưa ra lựa chọn tồi tệ về việc có tiếp tục hoạt động ở Afghanistan hay không sau khi Taliban cấm phụ nữ quốc gia này làm việc cho Liên Hợp Quốc. Theo Liên Hợp Quốc, đây là động thái bất hợp pháp xét theo luật quốc tế. Tuy nhiên, phát ngôn viên Taliban khẳng định chính quyền không phân biệt đối xử khi đưa ra quyết định Thậm chí, khi xét tới các yếu tố về tôn giáo và văn hóa, Taliban tuyên bố cam kết bảo vệ tất cả quyền lợi của người dân. Kể từ khi Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên hợp quốc, cơ quan này đã yêu cầu toàn bộ nhân viên người Afghanistan, cả nam và nữ, không đi làm cho tới khi có thông báo. Theo các cơ quan viện trợ, một số tổ chức phi chính phủ đã đình chỉ hoạt động ở Afghanistan để phản đối quyết định của chính quyền Taliban. Theo phát ngôn viên chính quyền Taliban cho biết, người Afghanistan có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng các vấn đề hiện nay của họ là do những lệnh trừng phạt và hạn chế đối với hệ thống tài chính ngân hàng. Chính phủ Colombia thông báo sa thải tư lệnh cảnh sát Henry Sanabria vài tuần sau khi ông tuyên bố dùng nghi thức trừ tà để truy bắt tội phạm. Ông Sanabria sẽ được thay thế bởi William Salamanca, cựu tướng cảnh sát, đang là lãnh sự của Colombia tại Miami, bang Florida, Mỹ. Tướng Sanabria là tín đồ công giáo, đang bị điều tra nội bộ sau so phát biểu gây tranh cãi hồi giữa tháng 3, khi ông tuyên bố đã cùng các quan chức cảnh sát thực hiện lễ trừ tà cùng những nghi lễ tôn giáo khác. Ông cho rằng hoạt động này đã giúp cảnh sát Colombia truy bắt tội phạm hàng chục năm qua, trong đó có chiến dịch tiêu diệt chùm ma túy Pablo Escobar năm 1993. Trong một chiến dịch, một cảnh sát đã hạ cục tên tội phạm bằng cách cầu nguyện khi nổ súng. Ông Sanabria cho biết thêm. Ông cũng bày tỏ phản đối việc phá thai, hành động hợp pháp ở Colombia và mô tả đây là một tội ác rất nghiêm trọng. Ông Sanabria gần đây còn bị cáo buộc tác trách sau cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào một công ty dầu ở Colombia đầu tháng 3 khiến hai người thiệt mạng và gần 80 cảnh sát bị người biểu tình bắt làm con tin suốt nhiều ngày. Tổng thống Colombia Gustavo Petro trước đó đã kêu gọi tướng Sanabria cần tách biệt rõ ràng giữa tín ngưỡng và công việc. Cựu tư lệnh cảnh sát này chưa bình luận về quyết định cách chức những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng xin kính chào và hẹn gặp lại